Tại huyện Cần Giuộc, việc trồng rau ứng dụng công nghệ cao ngày càng được các hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm, không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe mà còn đem đến thu nhập khá cho người sản xuất. Đây là mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao được đầu tư năm 2018 của chị Tất Ngọc Phương, xã Long An, một trong những mô hình trồng dưa lưới lớn của huyện, khẳng định được thương hiệu chuyên cung cấp dưa lưới chất lượng cao cho các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh. Mỗi một cây á, theo như mình thấy trồng theo cái mô hình này thì nó rất là dễ, là khi nào mà mình trồng á, là mình chuẩn bị vườn cũng đơn giản, mỗi một cây thì mình trồng vô một cái túi giá thể. Chăm sóc á, thì không có cần, tại vì trong cái túi này nè mình sẽ có cái hệ thống tưới phân nhỏ giọt vô rồi, cho nên về phía bên công nhân á, thì không cần phải chăm sóc trực tiếp. Khi thụ phấn khoảng một tuần lễ, trái nó đậu rồi á, thì công nhân mới vô cắt tỉa và giữ lại một trái thôi. Nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến có bạc lót vệ sinh môi trường, nước và phân bón được tưới qua hệ thống nhỏ giọt nên dưa lưới ở đây cho năng suất khá cao. Mô hình trồng dưa lưới của chị Phương có tổng diện tích 8.000 m², gồm 7 nhà màng, mỗi nhà màng rộng 1.000 m², trong khoảng 3.000 gốc dưa lưới. Sau 60 ngày trồng, dưa lưới sẽ cho thu hoạch với năng suất từ 3 đến 3,5 tấn. Hiện dưa lưới trên thị trường có giá từ 40 đến 50.000 đồng một ký. Ngoài đem lại hiệu quả về kinh tế cao, mô hình còn đem lại việc làm cho bà con địa phương. Làm này được 4 năm rồi, công việc cũng ổn định. Thì hàng ngày thì đi làm cũng quấn dưa, tỉa dưa, vô xây dừa, cũng có phụ được gia đình. Khoảng 1 m² hiện nay á, là khoảng 400 ngàn. Thì nhà màng mà 1.000 m² á, thì mình đầu tư khoảng 400 triệu. Vốn đầu tư á, thì nó cũng hơi bị nhiều, cho nên cũng rất muốn để mở rộng thêm. Nhưng mà giai đoạn này thì chưa, mà từ từ mình thấy mà đủ năng lực rồi á thì mình sẽ mở rộng thêm khoảng 5-6 nhà nữa, tại vì thấy càng làm thì thấy cũng càng đam mê. Tuy có mức đầu tư ban đầu lớn nhưng dưa lưới có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, có thể canh tác 3-4 vụ một năm nên khả năng thu hồi vốn nhanh. Mô hình là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, đem lại nguồn thu nhập ổn định.